Forum.vn sẽ vào uy tín hàng đầu Việt Nam với các beta game nhận được 10.000 Robux có cả danh mục random rare siêu xịn, ngại gì mà không vào Forum.vn. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item, thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì dạo gần đây á, vật phẩm nó ra thì cũng khá là nhiều các bạn, nhưng mà toàn là về nhập cốt không à, nên là đâm ra mình cũng ít làm video các bạn. Thì sau khi mình mò cả buổi thì mình mới thấy được có cái này nó còn các bạn. Thì nhiệm vụ của nó thì mình có làm trong một video trước rồi. Thì các bạn có thể kiếm điểm từ các bạn chơi trực tiếp hoặc là các bạn AFK trong game các bạn. Thì các bạn có thể có hai cái để các bạn chơi, là một các bạn sẽ dùng cái ván trượt bình thường, hai là các bạn sẽ dùng cái xe có con tuần lộc nó kéo nha các bạn. Thì khi mà các bạn dùng cái xe bình thường á, các bạn văng ra khỏi đường đua á, thì nó sẽ bị mất hết cái điểm ở sau lưng của các bạn nha các bạn. Còn nếu mà các bạn dùng cái xe mà có con tuần lộc nó cưỡi á, thì khi các bạn rớt ra khỏi đường đua á, thì nó sẽ vẫn giữ nguyên cái túi hàng cho các bạn, là các bạn vẫn còn cái số điểm đó. Và khi các bạn về đích đó là nó sẽ cộng thêm cùng với cái số điểm đó nha các bạn. Cách thứ hai là các bạn có thể kiếm từ việc các bạn AFK nhé, ở săn trượt tuyết nha các bạn, săn trượt băng. Thì các bạn cứ AFK ở đó thì cứ một giây nó sẽ cho các bạn là một điểm các bạn. Khi mà các bạn đủ 15.000 điểm thì các bạn đổ cái vật phẩm mới này thôi nhé. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.